Xin chào các bạn. Có 5 bất tân đúng không ạ? Thì chúng ta đã tìm hiểu 4 bất tân rồi. Thế thì cái video này sẽ là cái bất tân thứ 5, bất tân cuối cùng nhé. Tôi quên mất chúng ta còn sau cái video này thì tôi còn làm video liên quan đến các cái một số hàm UDF mà tôi tích hợp sẵn ở trên cái add-in này các bạn nhé, để mọi người có thể tiện sử dụng luôn đúng không ạ? Thì cái button thứ 5 này nó là cái ring tone các bạn nhé. Thì cái ring tone này có những cái tác dụng gì, sử dụng như thế nào? Thì ở đây các bạn nhìn thấy là có ba cái các bạn nhé, có ba cái comment button này đúng không ạ, có ba cái nút này: insert blank rows, remove rows và merge cell subgroup các bạn nhé. Thế thì chúng ta sẽ đi từng cái. Thứ nhất là insert blank row các bạn nhé. Thì các bạn biết là thỉnh thoảng là có một số bạn có yêu cầu là ví dụ như là cứ 5 dòng thì thêm một dòng trống, hay là 7 dòng thêm một dòng trống chẳng hạn đúng không ạ, hay là thêm một dòng trống hay hai dòng trống hay gì đó thì tùy các bạn nhé. Thế thì ở đây thì cái công cụ này thì sẽ giúp các bạn giải quyết được việc đó. Thế thì bây giờ giả sử tôi có cái dữ liệu như này, bây giờ tôi sẽ muốn làm gì? Thứ nhất là tôi muốn cái dữ liệu ban đầu của tôi là cứ 3 dòng thì sẽ thêm một dòng trống chẳng hạn, thì nó sẽ như thế nào? Đây giả sử này, đầu tiên là chọn cái đây ạ. Chọn cái vùng dữ liệu các bạn nhé. Đây giả sử đây, chọn chọn 20 dòng đi đúng không ạ, coi như là 5 dòng thì insert blank row nhé. Tôi sẽ đưa nó ra cái vị trí khác, vị trí này đó là đây, L này đi, không phải L đi, để đây thì cho dễ nhìn này đúng không ạ. Ok, và tôi sẽ insert blank row nhé. Đây, type x row to add blank row đúng không ạ, tần suất của việc add blank row là bao nhiêu đúng không ạ, tần suất việc chèn dòng là bao nhiêu, thì 5 dòng một nhé, ấn 5 này, ok này. Đây, số lượng dòng trống mà muốn add thêm vào, và tôi thêm một nhé. Đây, các bạn nhìn này, kết quả này đây. Đây các bạn nhé, đây ạ. Như vậy các bạn nhìn thấy đây có phải không ạ? Đây tôi chọn đến ô 21 các bạn nhé. Whitebox Stacy đây, Whitebox Stacy. Thế nếu chọn này thì cái dòng thêm dòng cuối cùng này các bạn sẽ không nhìn thấy. Tôi sẽ làm lại để chọn thêm một dòng nữa để cho các bạn nhìn thấy rõ ràng nhé. Đây ạ. Nó cứ đôi 4 5 này, cứ 5 dòng thêm một dòng trống đúng không ạ? 5 dòng thêm một dòng trống. Tất nhiên cái này thì nếu như mà số lượng nó ít ít này, mọi người hoàn toàn có thể làm theo cái kiểu theo cái bài này các bạn nhé. Đây tôi giả sử này, copy cái này tạo một cái file mới đi, ví dụ chẳng hạn số lượng mà ít ít nhé. Đây nhé, đầu tiên là xóa những cái này đi này. Đây, nhiều bạn ấy bảo là dùng F5 mà đúng không ạ, cái đó chúng ta nói tí nữa nhé. Ví dụ cái này các bạn nhìn này, các bạn này 1 2 1 2 3 4 5 này đúng không ạ. Đây thứ 5 dòng 1 là nhà tự dưng tôi lại quên, và có cái cách là điền số thứ tự này 1 2 4 5 1 2 3 4 5 không đúng, cái này không không phải, tự dưng tôi lại quên nhỉ. À, một đây, hai hai này, đây thì xong rồi, ba ba này, đôi 4 5, đôi 4 5 đúng không ạ. Đây chuyển toàn bộ này thành 4 này. Đấy, thì sau đó cái này các bạn copy cái này xuống. Đấy, đúng không ạ? Đây. Thì sau đó các bạn sort này. Sort này, data này, sort này. Tự dưng không thấy cái sort đâu này.
ở đây A to Z đây, sort này, chúng ta chọn column H các bạn nhé, smallest to largest này, các bạn sẽ thấy nó có thêm những cái dòng trống ở đây này. À, xin lỗi mọi người, nhầm, đây chỉ để 1, 2, 3, 4, 5 thôi, bởi vì chúng ta chỉ chèn có một dòng trống thôi nhá, đúng không ạ? Đây, làm lại, sort này, column H này, đấy. Thế thì tất nhiên là làm ít ít thì làm này cũng không sao, đúng không ạ? Thế nhưng mà làm nhiều là đâu đó là cũng sẽ mất thời gian, đúng không ạ? Cái công cụ này của tôi thì giải quyết cho mọi người nó gọn hơn, gọn hơn cái việc đấy các bạn nhé. Giả sử tôi làm lại này, tôi sẽ chọn từ ô này đến ô 22 đi, đúng không ạ? Ok này, location này chọn là y này, insert blank row này, 5 dòng, thêm 2 dòng đi, đúng không ạ, để cho mọi người nhìn rõ hơn. Đấy, đây các bạn thấy không, cứ 5 dòng thì thêm được 2 nhé. Đây, cái cuối cùng là lẻ ra, đương nhiên nó sẽ không có gì các bạn nhé. Đấy, cái này tùy chọn các bạn muốn thêm bao nhiêu tùy các bạn, đúng không ạ? Thế sau khi mà có cái này rồi, đúng không ạ, chúng ta lại nảy sinh một cái vấn đề này như thế này. Vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ xóa những cái dòng trống đi các bạn nhé. Giả sử chúng ta có vùng dữ liệu như này, các bạn muốn xóa dòng trống, đúng không ạ? Các bạn muốn xóa dòng trống thì thực ra là cách mà tôi vẫn làm thường là tôi sẽ chọn như này, tôi sẽ quét chọn này, xong ấn F5 này, special này, xong rồi chọn blank này, ok này, đúng không ạ? Chuột phải, tôi delete này, chọn entire row này, đấy, thì coi như nó xóa được. Nhưng mà cái này thì cũng cảnh báo mọi người, nếu như mà số lượng dòng các bạn ít thì hoàn toàn các bạn làm được, bởi vì cái này là các bạn thao tác trên RAM các bạn nhé. Thế nhưng mà cái số lượng mà lớn ấy, số lượng mà lớn thì cái việc đó nó không đơn giản đâu, cái việc đấy là nó sẽ dẫn nên dễ đến cái việc là cái máy thực thi nó bị treo mất một lúc các bạn nhé. Đấy, số lượng mà vài ngàn dòng các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt ngay. Cái việc viết code VBA cũng là như thế, viết code VBA mà các bạn sử dụng VBA mà thay cho cái thao tác tay vừa rồi của tôi là F5 xong rồi chọn blank cái gì đó thì cũng sẽ dẫn đến việc treo máy các bạn nhé. Nó không khác gì, chẳng qua là đỡ thao tác thôi, nhưng mà cái thời gian xử lý nó vẫn như vậy. Thì có một cái cách tư duy nó khác đi một chút, nó khác đi một chút, tức là các bạn sẽ thay vì các bạn sẽ xóa dữ liệu trực tiếp trên cái này, và thì các bạn hãy đưa nó vào một cái mảng các bạn nhé, đưa nó vào một cái mảng, sau đó các bạn duyệt qua từng dòng của cái mảng này, và những cái dòng mà không có ký tự trống đó thì các bạn giữ lại đưa vào một cái bảng kết quả. Thế sau đó các bạn dán cái bảng kết quả ra thì các bạn sẽ giải quyết bài toán đó nhanh hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Như vậy đây là chúng ta thay đổi cách tư duy, cách làm như một chút thì cái tốc độ nó mới lên được, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ làm thử cho mọi người xem. Đối với cái giữ vùng dữ liệu này, tôi sẽ xóa bỏ các cái dòng trống ở giữa đây các bạn nhé. Đây ạ. Ring tool này. Xem sọc lên cái gì đấy thì tùy mọi người nhé. Đây, giả sử tôi cứ chọn này trước đi đã. Đây, ok này, remove row này, type index column to remove row, tức là các bạn sẽ dùng cái cột nào để các bạn kiểm tra cái điều kiện, đúng không ạ? Cái này thì trong trường hợp này thì cái cột nào nó như nhau, bởi vì nó đều là có trống ở tất cả các cái cột các bạn nhé. Do vậy tôi ấn số 1 tạm đi, đúng không ạ? Ok này. Type delimiter to remove row. Nếu như trường hợp các bạn đánh một cái ký tự thì nó sẽ tìm xem mà có ký tự đấy thì nó sẽ xóa các bạn nhé. Tức là dòng đấy ở cái cột mà chúng ta chọn đó có cái bằng, vâng, không phải là có ký tự, không phải là chứa ký tự mà là cái bằng cái ký tự đó các bạn nhé. Bằng cái giá trị đó thì nó sẽ xóa, đúng không ạ? Chúng ta bỏ qua thì nó là cái dòng trống. Đây, bây giờ tôi bỏ qua. Đây thì các bạn thấy không ạ?
Thì như vậy là nó đã đưa lại cho chúng ta cái kết quả là cái ấy ban đầu này. Các bạn nhìn đây, nó chính là cái dữ liệu trước khi chúng ta điền thêm các cái dòng trống này các bạn nhé. Đây làm thử mọi người với trường hợp mà chúng ta đây, nếu như mà dùng xem đây, xem như nào đúng không ạ? Một này, ok này, ok này. Như vậy thì ở đây là tôi đã cài đặt là gì ạ? Nếu như trường hợp mà dùng cái same short range này ấy, thì nó sẽ xóa bỏ cái phần dữ liệu cũ, xóa bỏ cái phần dữ liệu cũ trước khi nó paste cái dữ liệu mới vào các bạn nhé. Đấy, thì ở đây lại thêm một chút nữa là cái remove row này không chỉ là cái xóa dòng trắng được mà xóa theo cái chỉ định được thêm về giá trị nữa các bạn nhé. Giả sử ở đây tôi sẽ xóa bỏ các cái dòng có chữ là Stacy ở đây các bạn nhé, thì chúng ta sẽ làm như nào? Đây ạ, cho ra bên này để mọi người dễ nhìn này. Tôi sẽ xóa bỏ các cái dòng ở đây, cột là cột thứ hai chứa tên à, thứ ba các bạn nhé, cột thứ ba và có giá trị là Stacy thì tôi sẽ xóa bỏ đây. Ok này, đây các bạn thấy chưa, thì cái cột thứ ba này đã không còn giá trị Stacy ở đây các bạn nhé. Thì đây là cái tác dụng thứ hai đúng không ạ? Cái tác dụng thứ hai của cái tác dụng thứ hai của cái công cụ này của tôi. Còn cái tác dụng cuối cùng ở đây nó là cái tác dụng là Maxell subgroup các bạn nhé. Này thì có lẽ là chuyển sang cái file dữ liệu kia thì nó sẽ dễ dễ nhìn hơn. Các bạn cũng biết là nhiều lúc trong trình bày văn bản ấy thì nhiều bạn sẽ thích cái kiểu là mạch Excel đúng không ạ? Cái kiểu mạch Excel thì ví dụ như ở đây là KV1, KV2, KV3, KV4 này, KV5, KV6 này đúng không ạ? Thế giả sử là nếu như mà các bạn muốn là cái KV1 này nó tự động nó mạch về một dòng đúng không ạ? Đây. Còn KV2 nó mạch về một dòng. Giả sử như này đi, nếu KV8 này đúng không ạ? Thì nó sẽ mạch như này. Đấy, xong KV7 nó cũng mạch như này. Mệt như này đúng không ạ? Đấy thì cái công cụ tôi nó sẽ giải quyết vấn đề đấy các bạn nhé. Nào chúng ta sẽ cùng nhau thử này, vào tab Daily Excel này, chọn range tool này, sort range này các bạn nhé. Sort range này thì các bạn riêng cái thứ ba này thì các bạn chọn thoải mái, nhưng mà xong cuối cùng thì nó cũng sẽ là đây, xem luôn các bạn nhé, xem luôn Excel subgroup này đây. À vâng, như vậy nó chỉ cho chọn only one column đấy các bạn nhé. Như vậy tôi cài đặt sẵn như vậy rồi đúng không ạ? Thế thì tôi phải chọn lại thôi. Ok này. Đây các bạn thấy chưa, khi mà tôi ấn mạch Excel rồi lập tức này các bạn nhìn này, KV1 này, KV2 này, KV3, KV4, KV5, KV6, KV7. Đấy, thế tại sao lại cái KV8 này nó lại không ấy gì này, vừa nãy hình như là có nhầm lẫn gì đây không, để tắt đi mở lại xem nào. Hay là vừa nãy mới chọn đến 127 mà chưa chọn đến 137. Đây A4 đến 137 các bạn nhé. Bữa này Excel đây. À như vậy thì cái này nó vẫn có lỗi một chút đúng không ạ? Thôi cái này thì tôi sẽ khắc phục các bạn nhé. À, tôi cam đoan các bạn là lúc mà tôi upload video lên thì nó sẽ là hoàn chỉnh đúng không ạ? Cái này thì có lẽ là vẫn vẫn đấy các bạn ạ, nhiều lúc
test chưa đủ điều kiện, chưa đủ trường hợp hết. Tôi thường test này, tôi test trong cái kiểu này cơ. Đây, chính là ở cái file này. Tức là tôi test là tôi test theo cái này các bạn nhé. Ví dụ những trường hợp mà mark này, hai cái này liền nhau thì nó sẽ mở, và cái này cũng như thế này. Ví dụ đây nhé, chọn này, đây Laura Stacy này, mark này, đây ví dụ như vùng này đúng không ạ, chúng ta cùng nhau xem đến dòng 28 này nhé. Đây đây các bạn thấy chưa, đến dòng thứ 28 đây. Đây tất cả những cái gì nó mở giống nhau thì nó sẽ tự động mở vào và nó sẽ căn căn giữa luôn các bạn nhé. Đấy thì đây chính là cái tác dụng thứ ba của cái range tool này. Còn cái lỗi vừa nãy mà cái cuối cùng nó không chạy đó thì tôi xin phép là tôi sẽ khắc phục lại, và khi mà đưa lên với mọi người thì nó sẽ là bản hoàn chỉnh rồi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó là cái video nói về một số cái hàm UDF mà tôi đã tích hợp sẵn ở trong công cụ của Edin của Daily Excel các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.